Mày chưa tắm mấy tháng rồi, sao nặng mùi quá hả? Chào mừng anh em tới với kênh C94 TV. Một năm mới nữa lại tới rồi anh em. À, chào mừng anh em đến với những series phá hoại của tụi mình nha. Ủa, bữa nay quay kênh tao mà mày bị gì vậy? Ủa chết tao lộn. Giỡn với anh em tí thôi. Đây là clip để đánh dấu sự trở lại của hai thằng phá hoại tụi mình. Bây giờ ủa có gì phá cho tao phá vậy? Mày đâu ra? Mày muốn hot đúng không? Tao thì tao lụm dây chang, tuần tao điên lần. Mày muốn hot thì giờ năm xị là tao dắt mày hot hot đêm nay luôn. Em hot cờ không? Bậy bạ không mà. Thôi bỏ đi bỏ đi. Ý là ý tao hot là ở đây có cái gì là mình làm trend, mình quay clip được không? Trend mà dễ có, làm TikTok đi, mau lên follow, mau có subscribe luôn. Ê, có cái trend này đang nổi tiếng nè. Làm. Tao với mày có đâu làm. Thôi bỏ đi. À, mình làm cái này vui nè. Ồ, vừa có ăn vừa có chơi nữa. Đúng rồi, vừa có kẹo nữa. Tao mày thi được luôn. Ừ. Không già làm xong hiện. Ok, tao kết cái này á, làm cái này đi. Dứt luôn phải không? Chốt hạ nha. Ờ mà khoan đã. Tao có máy chạy bộ đâu làm. Không có thì mình chế. Ừ. Ok, để tao xíu. Ở đi đâu đi đâu rồi mày? Đi toilet. Có kẹo rồi. Bây giờ mình phải cần một cái motor để cho nó chạy được như vậy. À, tao có motor cho mày rồi. Tao chạy bằng cơm luôn. Motor chạy bằng cơm. Đi theo tao. Tao mát mày nha. Rượu mày không uống, muốn uống chuối hộp cho mày hỏi đó luôn. Cột nó đó rồi, giờ hai mình làm thôi. Ờ, được á. Cần ngồi lái xe con tao, bước ra đi. Chết rồi, mới lấy chưa kịp làm, giờ bị phát hiện rồi, sao đây? Thì thôi trả đi, mày phải giữ cái mạng của mày trước, để mày làm clip chứ. Thôi thôi, thì thôi đi trả cho ông đi. Con xin lỗi chú, xin lỗi hoài. Giờ không có cái motor bằng cơm của mày, mình làm cái gì bây giờ để mà chế ra? Hả? Ủa đang quay clip rồi đi thay quần áo hả? Có đâu, chế máy chạy bộ cho mày đó. À. Đó giờ mình dán cái thảm này vô nè, là xong là mình xài được rồi. Phủ tá dịnh giùm ơi. Lát về tao lấy 200 được rồi. 150 thôi. 50.000 tiền mày chói tao nữa. Sau một năm đi lụm dây chai, đầu óc mày thông minh lên thiệt. Cỡ nào nó không chế ra được anh em. Mày làm đàng hoàng không tao chói mày nữa giờ. Chói nữa thì 50.000 nữa. Mày biết làm ăn ghê, lụm chói 50. Mình dán xong rồi. À. Giờ đổ kẹo là chạy thôi. Mày đứng im đó giữ tao nha. Ủa không lẽ mày đứng mày giữ luôn rồi ai thi với tao? À, mày đợi tao. Hả? Ghê không? Mày ghê quá, rớt hết dưới đất rồi nè. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong làm cái trend này. Nếu mà nhà mấy bạn không có máy chạy bộ thì cứ việc làm này thôi. Không mấy bạn tui nhanh lên, giống như chạy bộ vậy đó. Nhưng mà quan trọng hơn hết là anh em phải có đồng đội nha. Đó, nguyên một dàn ekip đằng sau nè, thấy chưa? Hai thằng giữ, một thằng kéo. Thằng quan trọng nhất là thằng ăn với thằng quay đó. Tổng cộng mấy chạy bộ bằng cơm hết 5 thằng. Ghê không? Ghê không? Thôi kệ, coi vậy cũng được đi anh em. Nó cũng có cố gắng rồi. Mình không thể nào mà bằng máy được. Đúng, anh em phải gọi là edit hậu kỳ nữa. Anh em hiểu không? Là nhìn nó như thiệt luôn. Bây giờ mình xếp hai hàng kẹo nha anh em. Thằng két sẽ ăn bên đây, tôi sẽ ăn bên đây. Đúng trend TikTok luôn. Và bây giờ mình chỉ tốn một người kéo thôi. Sau những cải tiến của tụi mình thì bây giờ nó đã thành cái máy chạy bộ chuyên nghiệp rồi anh em. Tụi mình chỉ có rải lên đây rồi bắt đầu chuẩn bị thi với nhau thôi. Rồi, máy chuẩn bị kéo. Của tôi rất có máy riêng hả anh em. Thằng két rất quá tiền luôn. Ngon rồi á. Nếu mà kẹo 70 ngàn có hết. Mày xong việc rồi. 200. Mày đứng đó mày giữ luôn đi. Ê, có cái trend này đang hot nè mày. Làm cái này được nè. À, con này giật bồ con này vậy. Ờ, giờ mình làm cái clip giật bồ người ta. Mà thấy sai không? Ba thằng cha sao quậy. Thế ra mình kiếm nào mình giật bồ nó luôn, mình quay luôn. Mày ế, sao mày khó giật vậy? Mày ra mày giật nó quýnh sụ đầu mày luôn á. Ờ, tao ế thiệt. Hay thôi mày làm bồ tao đi. What happened? Gì vậy ba? Anh em mình diễn thôi mà, mình đang quay TikTok mà. À, gái để tao lo. Ừ, mày có gái ở nhà luôn hả? Hay, yeah, kêu ra. Tao xin giới thiệu với anh em một em đào mình mới tuyển để về quay TikTok cho một anh. Đây, nói gì đi em. Tao tưởng mày có gái, cuối cùng mày bắt tao làm gái luôn vậy. Chứ giờ mày nghĩ sao để kiếm gái đâu ra cho mày. Ok, giờ em ngồi xuống đây đi. Đó, rồi vô ba em rồi đó. Ok, em thấy hợp lý không? Rồi, mày quay lẹ đi cho tao không biết chỗ đâu. Đầu tiên, hai tụi bay đóng vai hẹn hò ngoài công viên đi. Tao sẽ là cái thằng giật bò mày. Ok, hai thằng rồi đi. Tới với học viện TikTok ngày hôm nay. Mặc dù anh em FA nhưng mà anh em vẫn làm được content về couple vậy đó. Oh no, oh no.
gửi kia. Nghĩ sao tướng anh giác được em? Ở lại. Đúng rồi, tướng nó là giác bốn thằng mình còn được nữa. Ủa sao tao con gái mày không giật? Mày đi giật thằng trai gì vậy? Thêm này nó bự vậy sao mà mày giác nổi? Rồi tao hiểu mày luôn rồi. Thôi đổi vai đi. Thôi ghi anh em nha. Tại vì trong kịch bản là giác thằng con trai, mà có một thằng này đóng vai trai mà nó nặng quá. Mà tao thấy cũng hợp lý á. Vậy bây giờ mày giác tao đúng không? Đúng rồi. À, hợp lý hợp lý. Rồi mập vô kia ngồi đi, đổi chỗ. Tao ngồi bên đây mày nhớ giác tao nha. Ok. Thua keo này mình bày keo khác thôi. Mày chưa tắm mấy tháng rồi, sao nặng mùi quá vậy? Mấy tháng rồi mày chưa tắm vậy? Tao mới đút cái đầu vô là tao muốn xỉu rồi. Mấy tháng mày chưa tắm sao khóc quá vậy? À thôi dân FA mà, mày thông cảm đi. Tao mới có nửa năm chưa tắm à. What the hell? Tao biết rồi nhưng mà ráng đi, quay lần nữa cho được cái trend. Mày bắt tao đóng gái cho đã rồi mày không quay được hả? Để coi clip cho anh em coi, nhức quá tam. Giờ mình cố gắng mà làm lần cuối nè. Lần này là vô luôn rồi anh em. Ok vô. Ba cái trò gì đâu, tao không làm nữa. Thôi, bước giật. Khó cái gì đâu. Mày lợi dụng quay clip để mày ghim hàng tao đúng không? Cho tao đóng thành cái này đúng không? Đâu có vậy đâu. Nhiều khi nhìn mà mày không, nhưng mà mày vui thiệt, hiểu không vui? Hai tụi bay nhớ đó. Tao chưa thấy đứa con gái nào mà nó xấu với mày. Xấu thiệt. Thôi bỏ qua, tao không có đóng gái này đâu. Bây giờ mình chuyển qua mình làm mà thử thách đi. Đúng. Mày không đóng gái là chính xác luôn. Chứ không là tụi cha tụi tao ép ăn đó. Đừng đóng gái rồi. Hôm qua tao mới vừa làm xong cái thử thách 24 giờ không ngủ. Giờ tao buồn ngủ á. Thôi giờ không mấy, nguyên đám mình làm thử thách 24 giờ không kiếm ra đồng nào đi. 24 giờ không kiếm ra đồng nào. Mày cũng gọi là thử thách hả? Chứ giờ bí quá biết làm gì đâu. Không ấy mình làm trend TikTok tiếp đi. Ờ cũng được á. Thôi không ấy giờ tao đói quá, làm gì liên quan tới nấu ăn đi. Ờ bóc điện thoại ra coi kìa. Hả? Anh này cũng xài dao à. Đúng rồi, giờ là có rồi nè. Thôi tao mới hái ngoài vườn. Giờ mày sắt đi, sắt xong mình nấu cơm mình ăn luôn. Cái gì? Cho mượn dao với thớt xíu đi. Thôi mày ơi, hôm qua mày làm bể cái đầu với ba rồi. What? Mượn. Thôi mà đang nỉ á, dao với thớt cắt đâu hư gì đâu. Thôi, mày chặt ra mẻ dao mới trong mấy ngàn của tao. Thằng két nó mất uy tín với mẹ nó quá anh em. Anh em muốn coi nó làm hư cái lò dây ba thì vô C94 TV coi nha anh em. Thôi có dạo với thớt rồi nè. Ủa mày lấy ở đâu vậy? Năng nỉ dữ lắm á, mẹ tao mới cho tao mượn á. Ủa vậy? Đúng rồi mấy anh em đừng có nhiều tôi nha. Giờ tôi làm nhiều pha quá mẹ tôi mất lòng tin tí tôi. Vậy là mày mượn được cũng hay á. Để làm được cái này trước tiên mình cần một cái củ khoai tây thiệt là dài. Đây. Mày có luôn hả? Hả? Vậy? Ủa cái củ người ta dài lắm, sao củ của mày ngắn như thế này? Vậy là sao coi? Khoai đó là khoai tây, khoai này khoai Việt. Cũng tên tây luôn nhưng mà đồ Việt, mày hiểu không? Khoai Mỹ nó mới dài, còn khoai Việt Nam nó ngắn vậy đó. Thiệt không? Ok giờ có khoai nào mình xài khoai đó anh em. Vậy là giờ phải gọt vỏ củ khoai tây trước. Đủ. Easy. Rồi xong rồi, màn biểu diễn đầu tiên. Để em. Được không? Mày sắc được không? Dễ rồi, mấy cái xài dao này quen. Vô, tao cho mày coi mẫu nè. Đâu, anh mở lên em sắc cho anh coi. Thôi anh ơi, chắc kiểu này tay em còn có 9 ngón. Chắc anh nuôi em luôn được không? Vậy mà hồi nãy làm ghê lắm, tưởng đâu biết sắt rồi chứ. Ra, để tao. Mày tránh ra, để tao. Gì đâu qua cái này. Khoan, mày còn nhớ mấy clip trước nấu ăn không? Sao? Ờ không, tao tập hàng ngày. Bây giờ tao đỡ nhiều rồi, giờ tao là chuyên nghiệp. Mày thấy có gì sai sai không? Người ta là xếp đều một thớt. Mày sắt dày nè, heo nó còn ghê nữa. Thôi bỏ đi, chen này khó quá. Trời, để nó to giống củ khoai tây tao sẽ chặt xài trái đúng này. Trời ơi, mày xài cái trái gì ghê vậy? Vậy mới đỉnh nha anh em. Cứ dọc trước, sao giờ mày cứ ngang rồi? Thì dọc, trời ơi, gì đó. Đó. Thằng này nó lương lẹo ghê anh em. Ồ, thằng này biết khứa nè, không bị xúc ra chúng tôi anh em. Ủa trong clip nó đâu có xoay đâu mà mày xoay vậy? Mày phải tùy cơn biến chứ. Đó là khoai tây, còn cái này củ khác, nó cắt khác chứ. Tao thấy như vậy, mày nên dừng trò chơi này. Anh em mình không có năng khiếu về mấy cái này đâu. Tốt quá, cá ngạo được gì vậy? Thôi bỏ đi, anh em mình không có năng khiếu đâu. Thằng két đâu rồi? Cái dao với thớt của tao.
nãy anh nói anh mượn rồi mà. Tao mượn rồi ấy chứ mà tao mượn trước rồi, rồi tao nói má tao sao không cho mượn thì nó không cho mượn đi, việc mượn rồi. Ba thằng ra đường đây nè.